Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 16 tháng 1 năm 2024 với đề tài đó là Abraham, đức tin chờ đợi. Bài học này có đăng ở trên trang web của Tổng Liên Hội, nên cô chú anh chị em có thể xem ở trên đó cũng như là xem ở trong kênh YouTube của Tổng Liên, và lại cũng chỉ xin phép để học cùng với cô chú anh chị em. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, mỗi ngày chúng con học bài học mà Chúa đã ban ơn cho các đệ tử của Chúa soạn ra cho chúng con. Xin Chúa ngài ở cùng chúng con, mở lòng mở trí chúng con và cho chúng con bằng cách này cách khác học được lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay ở trong Hebrew đoạn 11 câu 8 đến câu 12. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại. Cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại có một người già yếu sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển không thể đếm được. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ của chúng ta là trong câu 10. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Câu hỏi suy gẫm: ông Abraham thể hiện đức tin của mình như thế nào? Vì sao ông có thể kiên nhẫn chờ đợi Chúa? Bạn đang thể hiện đức tin chờ đợi bằng cách nào? Chúa gọi ông Abraham: ngươi hãy ra khỏi quê hương, phòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1. Bởi đức tin, dù không biết sẽ đi đâu, ông vẫn cứ bước đi, tin vào lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn. Nghĩa là sẽ có con cháu đông đúc, đất đai rộng lớn và trở nên nguồn phước cho các dân tộc khác. Chúng ta có thể xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 và câu 3. Thế nhưng, ngay cả khi ông trải qua một cái chặng đường dài để đến được xứ Canaan, thì Kinh Thánh cho biết lúc đó dân Canaan ở tại xứ, như Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 6 phần B. Đất hứa lúc này thuộc về một dân khác chứ không phải của ông. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng sống trong liều trại và đợi chờ như trong câu 9 và câu 10. Lúc rời Charan, ông Abraham đã 75 tuổi, vợ ông 65 tuổi. Mãi đến 25 năm sau, Isaac, đứa con theo lời hứa của Chúa mới chào đời. Chúng ta có thể xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 5. Ông bà đã chờ đợi rất lâu, cũng có lúc nản lòng, có lúc hành xử theo ý riêng, nhưng đến cuối cùng họ vẫn tin cậy nơi chương trình của Chúa. Bí quyết giúp ông Abraham và bà Sarah có thể bền lòng chờ đợi là vì họ vẫn tin Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Những gì Chúa phán ra, Ngài sẽ làm trọn và Ngài có quyền năng để làm điều đó. Không việc gì là quá khó với Đức Chúa Trời. Tin vào sự thành tín của Chúa cũng có nghĩa là tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa vào đúng thời điểm của Ngài. Con người chúng ta thường muốn sự đáp lời của Chúa diễn ra nhanh chóng, nhưng cách Chúa làm thường khác với cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Và thời điểm của Ngài cũng vậy. Thời điểm Chúa định cho mỗi người mỗi khác, nhưng chắc chắn luôn là thời điểm tốt nhất. Có những giáo sĩ dành cả tuổi thanh xuân đi truyền giáo, kết quả là chỉ vài người chịu lắng nghe và rất ít người bằng lòng tin nhận Chúa. Nhưng họ vẫn chờ đợi để nhìn thấy sứ điệp phúc âm được lan tỏa rộng khắp. Có những cha mẹ dành hàng chục năm cầu nguyện cho đứa con hoang đàn của mình và chờ đợi chúng quay về. Có những người con sau khi gặp Chúa đã kiên trì cầu nguyện cho cha mẹ, chờ đợi ngày nhìn thấy cả gia đình được trọn vẹn ở trong đức tin. Dù những nan đề của chúng ta trong thời điểm hiện tại có vẻ rất khó khăn và thậm chí bế tắc, nhưng xin Chúa cho chúng ta có đức tin chờ đợi để cứ tiếp tục tin cậy Chúa. Tin Ngài có thể làm được mọi sự, tin Ngài giữ lời hứa và tin Ngài sẽ thực hiện vào đúng thời điểm của Ngài. Câu hỏi đó là
Bạn có đang kiên nhẫn chờ đợi Chúa hay tự mình nôn nã hành động theo ý riêng? Dạ, thiết nghĩ khi cô chú anh chị em đọc bài học này, hay là mình đọc cái câu gợi ý, câu hỏi gợi ý của bài học, chúng ta thấy rằng mỗi người trong chúng ta đều đang ở trong một cái sự thách thức với đức tin của chúng ta, của chúng ta. Chúng ta có vâng lời Chúa hay không? Vâng lời được hay không? Chúng ta có từ bỏ những điều Chúa muốn chúng ta từ bỏ? Chúng ta có làm những điều Chúa muốn chúng ta làm được hay không? Rất khó của chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta nói là tôi đâu có cái gì để mà suy nghĩ đâu, bài học ngày hôm nay không có liên quan gì, không phải đâu, luôn luôn có liên quan của chúa anh chị em. Như vậy thì mình bây giờ mình xét có cái gì mà mình xin Chúa lâu rồi mà Chúa chưa cho mình. Mình xét cái điều đó, mình thấy rằng hợp lẽ không có sai với Kinh Thánh, nhưng tại sao Chúa không cho, rồi mình nản lòng, mình đi tìm theo cách riêng của mình không? Nhiều lắm của chúa anh chị em. Mình có chờ đợi hay là mình đang tìm cách làm theo ý của mình? Mỗi người chúng ta cũng giống như ông Abraham vậy đó. Mỗi người được Chúa đặt để ở trong một cái hoàn cảnh khác nhau, ở trong những sự thử thách khác nhau. Vậy thì không phải mình học cái bài học này cái mình nghe cái qua xong mấy phút của bài học cái là xong. Bây giờ cô chú anh chị em dừng lại chỗ này, bắt đầu cô chú anh chị em suy nghĩ thử. Có cái điều nào mà mình giống giống như ông Abraham đang được thử luyện đức tin trong sự chờ đợi, trong sự vâng lời? Nhiều khi không phải chờ đợi nhưng mà mình lại không quyết định làm, mình không quyết định thay đổi, thì cái lý do gì mà mình còn chần chừ như vậy? Mình có yêu Chúa đủ, mình có kính sợ Chúa đủ, mình có đức tin đặt vào nơi Chúa đủ, sự tin cậy, sự vâng lời đủ để mà mình vượt qua được hay không? Xét lại của chú anh chị em. Và sáng nay nếu như Chúa nhắc của chú anh chị em bất cứ một lĩnh vực nào, một khía cạnh nào của chính trong chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong nhóm nhỏ, trong hội thánh của chúng ta, trong ban ngành của chúng ta, hãy đến với Chúa và hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa và hãy vâng lời Chúa và xin Chúa Ngài ở cùng thêm sức cho chính mình lại cũng như của chú anh chị em. Lời gợi ý cầu nguyện của bài học đó là: lạy Chúa, xin giúp con đủ đức tin kiên nhẫn chờ đợi Chúa thực hiện điều Ngài đã hứa với con, dù trước mắt mọi thứ dường như quá xa vời. Xin giúp con không nản lòng, không hấp tấp hành động theo ý riêng, nhưng hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Dạ, không có riêng gì mà chờ đợi của chú anh chị em, mà ngay cả vâng và làm theo, từ bỏ hay là vâng theo hay là làm, từ bỏ những gì đáng từ bỏ mà Chúa bảo từ bỏ, rồi vâng theo những gì Chúa bảo chúng ta làm, quyết định liền. Chứ cũng không phải là chỉ riêng về cái phương diện là chờ đợi sự đáp lời của Chúa, nhưng mà ngay cả việc là chúng ta quyết tâm làm theo lời của Chúa được hay không cũng là một thách thức cho mỗi chúng ta. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Thầy Chúa giáo của chúng con, Chúa ơi, bài học hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con, có nhiều điều Chúa bày tỏ chúng con, nhắc nhở cho chúng con và chỉ cho chúng con để chúng con thực hiện cái đức tin của chúng con đặt vào nơi Chúa. Mỗi người chúng con một hoàn cảnh, mỗi người chúng con một cái phương diện khác nhau, nhưng mà con tin rằng bài học ngày hôm nay Chúa đang nhắc nhở chính mình con, nhắc nhở cô chú anh chị em con. Xin Chúa cho chúng con suy gẫm bài học này và chỉ cho chúng con thấy điều nào Chúa muốn chúng con thực hiện, chúng con làm, chúng con đáp ứng với lời dạy dỗ của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại. Xin Chúa ở cùng ban phước cho cô chú anh chị em và cho chúng ta mỗi ngày có những bài học cho chính cuộc đời của chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em và xin kính chào tạm biệt. Amen.